Xin mến chào các bạn nha, hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy Yanma F605D. Thì chiếc máy này thì có đấu đầu Yanma 4T ha. Để xíu nữa thì mình kêu tài xế dỡ nắp capo cho bạn xem rồi mình sẽ báo giá cho bạn xem luôn ha. Dòng máy này thì dòng máy hai đầu ha bạn. Để cho bạn biết mấy thấy hiệu. Dạ. À, chiếc máy này thì chúng nói là chuyển cơ hoàn toàn hết rồi ha. À, tạt nước đẹp đẹp cái quay. À, đây các bạn, giờ anh tạt nước cho các bạn và mọi người cùng tham khảo xem ha. F605D là dòng máy Yanma, thì chú nói là chiếc máy này thì là đấu đầu 4T 100 mấy chú ha. Cái này là đấu đầu 4T 100 rồi ha. Bánh lồng thứ hai. Sao anh? Bánh lồng thứ hai. Bánh lồng thứ hai ha. Bán trọn bộ dàn sớ bánh lồng. Cái máy này là mua vụ trước là 185 triệu phải không? Thì chủ máy là mới mua vụ trước là 185 triệu. Bánh lồng là bánh lồng thứ hai. Cái đùi này, cái cốt đùi này nó 70 không anh? 70 ha. Này, bánh trước thì còn đẹp đó, gai cao lắm bạn. Cầu trước thì dạng cầu như thế này nè, nó. Đây các bạn xem nè. À đâu anh dở luôn cái nắp cabo rồi luôn cho em coi cái máy à. Máy này thì về dành đều đẹp lắm, còn đẹp lắm bạn, về đẹp lắm. Không có mộc về ha. Đây dỡ máy, dỡ cái đầu máy ra cho các bạn xem nè. Đầu máy Yanma 4T 100 ha, còn đẹp lắm, nói chung cái đầu máy còn đẹp lắm. Đây các bạn. Đầu máy này thì là mua nghĩa địa lắp lên đây. Chủ máy là báo là mua nghĩa địa lắp lên đây. Đầu máy Yanma 4T 100. Này không có trục bô hả bạn, máy này không có trục bô. Này nó bao nhiêu số, bao nhiêu số anh, bao nhiêu tầng số? Ba số ba tầng ha. Bốn số sới. Ba số ba tầng là bốn số sới. Có tầng gô đó là bốn tầng. Cái máy này mình biết nhiêu ngựa không ta? Không biết nhiêu ngựa. Dạ. Cái này hôm làm chủ máy nói là không nhớ được ha. Chắc có bảy mấy tám chục ngựa quá hả? Dạ. Dạ. Bốn số sới rồi tầng chạy thì ba tầng. Dạ. Ba tầng mà có ba số ba tầng. Ủa cái này nó có cái gì ở đằng trước cái đây mà nó có cái trợ lực lái đó. Trợ lực lái ở đây ha. Lái ti đó. Lái ti. Này thì cầu trước của nó là hình thức gì nữa bạn? Đây cầu ok đó, quay cầu đẹp lắm. Cầu trước là đẹp. Rõ đẹp luôn đó. Cầu thì còn ok đẹp ha. Đây rồi. Đây. Nó có tầng gô. Chăm nước máy đi mày. Dạ. Chăm nước máy đi. Rồi bây giờ thì mình cho các bạn xem cái máy nó nổ ha, xem ha. Là cái máy nó chạy như thế nào. Đầu máy nè. Đóng cái đó là đi, đừng chạy luôn đi. Đóng chạy luôn đi. Này thì đích bọng đồ không có cho các bạn xem được các bạn. Lý do là đắt không. Anh nói cốc đùi là bự lắm, cốc đùi là cỡ 70 á. Máy là gì đó, là kêu giá là chú nói là trọn bộ là dàn sớ bánh lồng là 160 các bạn. Và lý do là chú chán ngày muốn đổi không làm. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề ha.
Rồi anh em nào có nhu cầu bán máy thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395 ha. Đó, anh em nào có nhu cầu mua máy này thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đây để gặp chủ máy ha bạn. Máy thì đẳng chạy lại cho bạn xem nè. Máy thì chủ máy là bao hơ hám. Đó. Đùi là bao zin. Chạy với tốc độ cao luôn mà không có ra khói ha. Bánh lồng này thì mới nãy là nhờ là anh nói là 1 thước 2 gì đó. Này nó có cái bực cho đó nên tài xế không chạy lẹ được. Thì bây giờ mình quay cho bạn xem cái phần đít nè. Cốt đùi thì cỡ 70 đó. Nói chung là mình thấy là bự đó. Này, xình cơ mà không có quay kỹ cho bạn xem được. Nhưng mà cái này là anh mới chạy từng một lẹ đó ha. Còn 2 tầng nữa ha. Cốt đùi thì bự lắm bạn. Cốt đùi là cỡ 70 á. Bự lắm. Đó. Sành không mà không quay được kỹ cho bạn xem. Giờ thì máy chỉ đó, anh em có nhu cầu mua thì lập qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề. Máy rất là đẹp, còn rất là đẹp. Trên thì chú nói là máy này thì cabin máy lạnh đầy đủ nhưng mà bây giờ thì chú tháo rồi hết rồi. Nhưng mà máy thì chuyển qua số cơ hoàn toàn hết trơn, không có xài điện ha. Dè thì còn nguyên luôn, dè đẹp lắm, nói chung dè còn đẹp lắm bạn. Rồi anh em có nhu cầu mua thì liên lạc ha, mình xin kết thúc video tại đây hết bạn. Và đây các bạn, đây là cái dàn sớ của chiếc Yamaha ha. Cái dàn sớ đây, hộp sọ thì mình thấy khá là bự. Nếu mà cái dàn sớ này thì các bạn mua cũng tầm là hơn 20 triệu ha. Nói chung thêm mấy triệu các bạn. Găng thì còn rất là bự, rất là dày. Găng còn dày lắm. Này. Cái này còn rất là vuông ha các bạn, vuông lắm, nói chung là vuông. Thì cái dàn sới này thì nó tầm là 1m85, 1m9 gì đó các bạn. Tầm đó đó. Dép. Bạn xem là dép thì còn dày lắm. Các bạn, anh em có nhu cầu mua thì liên lạc nha bạn. Là bán trọn bộ dàn sớ bánh lồng đó là 160 giá giờ máy dàn mà đó bạn. Rồi các bạn, găng dày lắm. Này là chú nói chú chạy vô trong đá rồi gãy mấy cái găng chưa kịp thay, anh em có mua thì ổng sẽ thay ha, ổng sẽ thay cho các bạn. Cái sơn còn mới tôn nó, nói chung là còn mới lắm, mới có 80%. Cuốn sắt không có thông luôn á. À. Nguyên vỏ buộc của nó luôn. À. Rồi mâm của nó luôn đó. Để trong cái phòng mâm lên. Đây các bạn, thì đây là cái cặp bánh hơi của chiếc máy ha. Là cái cặp mâm này còn đẹp lắm. Mâm đẹp. Không có bị móp méo gì chứ. Cái thông số của nó là bao nhiêu ta? Đâu mất tiêu rồi, không thấy. Đó cũng 6040 á. Cái thông số của cái dè này là 6040 ha. Cái vỏ này là của 6040 phải không? Nguyên bộ của nó luôn đó. Nguyên bộ này của 6040. Nổi ngang để vô ngay găng luôn đó. Nó là 12432 ha. 28 ha. 12428. 12428. 32 chứ rồi. Ủa. Nè. Coi kỹ nha. Nè. 32. 2432. Nè. 2432 hả bạn? Rồi đúng rồi. 2432.
thì bánh của nó đó, bánh sao không có không luôn đó. 12 4 32 ha. Đó, thì bán có luôn bánh bơi hả bạn, vậy là bán trọn bộ là dần sới, bánh lòng, bánh bơi phải không? Đó. Dần sới, bánh lòng, bánh bơi. Đó. Để mình nói cho nó rõ. Đó. Thì bánh bơi này thì mình thấy là còn dày đẹp lắm, nói chung là dày. Rồi đó, đó một cái, đó một cái, đây một cái nè. Bánh nè. Anh em muốn mua thì xem trực tiếp ha. Hay hoặc là điện thoại với chủ máy, rồi kêu chủ máy điện Zalo cho mình coi, muốn coi chỗ nào mình coi cho nó thực tế hơn ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha bạn.